Xin chào anh em nhé. Hôm nay Vinh làm cái video này chia sẻ về cái bài chuyến xe ba người, thì để chúng ta tập luyện đệm hát cái bài này trên cái điệu Boro. Đó, Vinh hát không hay, anh em thông cảm nhé. Và cái đầu tiên anh em chơi thì đừng có bận tâm tới cái intro của nó làm gì. Thì video tiếp theo Vinh sẽ chia sẻ về những cái lốt tỉa của nó. Thì khi đấy anh em có thể tự tạo cho mình được một cái intro như mong muốn, bằng điệp khúc hoặc là cái khổ nào đấy trong bài hát. Đầu tiên chúng ta cứ đi, chúng ta chơi tông la, thì chúng ta cứ đi vậy đó. Chuyến xe lầm là về quê hương miền Tây, có tôi em hai người, đường lá chút heo mày, và người đi biển trong một đêm rất yên bình, chết một thời liệt oanh. Tôi chết theo nào lùng, đẹp như thơ là em, trắng tang trên trang đài, lẻ thâm khóe môi duyên. Một trời thương vào tim dồn lên mắt u huyền, môi chợt buồn đẹp thêm. Em ơi, cho đến chưa thấy hay tình cờ gặp em đến trong mơ. Hôm nay trên chuyến xe buồn, em không nói tôi lạnh lùng ngồi ôm mối tình căm. Người buông tay hồn ca giang hồ, ai đau xót cho mình, và lang nghiêng bóng trước cúi đầu bước nhanh. Đêm chuyến xe ba người dệt lên đây bài ca, áo tang xưa trang đài giờ vẫn trắng như hoa. Một trời thương vào tim dồn lên mắt nu huyền. Trong cái bài này á, khi anh em mới tập thì nó có một số cái khó khăn đó. Lúc mà trong cái điệp khúc thì nó sẽ có những cái đoạn mà chuyển hợp âm lửa khuông. Vinh nói về cái vấn đề này rất là nhiều rồi, nhưng mà anh em tập luyện nó chưa nhuần nhuyễn á, cho nên anh em sẽ gặp khó. Cái bài này nó thả hợp âm nhiều lúc rất là độc đáo. Ngay cả những lúc chuyển hợp âm nửa khuông đó, thì anh em cũng phải nhớ, hoặc là khi hát nhé, mọi người nhớ này. Vì như Vĩnh đọc sheet á, thì tác giả viên này: trên chuyến xe ba người về quê hương miền Tây, nghĩa là nó có ba cái lốt này. Về quê hương nhá, đập xong nhấc lên miền Tây đó. Phần sau cái video về cái tỉa lốt thì Vinh sẽ chia sẻ kỹ hơn về cái việc là chúng ta nhịp phách chúng ta như nào. Vinh hát thì nó dở quá cho nên là nói thì anh em khó hình dung ra, hoặc là hát ví dụ anh em khó hình dung ra. Nhưng mà cái đoạn mà để chúng ta và điệp khúc nha, cái đoạn mà em ơi cho đến bây giờ, thì khi chúng ta đệm hết khổ hai cái là nó về la, đúng không? Hết khuông. Em ơi cho đến bây giờ, thì anh em chưa quạt được như Vĩnh thì anh em cứ chơi như bình thường. Em ơi cho
trong mơ. Đó là nó có cái đoạn chuyển hơi bên lửa khuông thì mọi người này. Đó là chuyển hơi bên lửa khuông thì còn không thì anh em đánh như bình thường. Đó là cứ bùm chát 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 chuyển chát chát chuyển. Toàn bộ vĩnh chuyển hâm lửa khuông hết thì anh em cứ tập như thế này, chuyển lửa khuông từ la sang rê, xong hết lửa khuông đấy chúng ta lên mi chẳng hạn, đúng không? Xong hết lửa khuông chúng ta lên fa, hết lửa khuông lên son, về đô. Bùm chát 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 chuyển, boom chát 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 chuyển, chát chuyển, chát chuyển, chát chuyển. Đó là cái lửa khuông rất đơn giản nhất mà chúng ta có thể tập luyện để chúng ta chơi. Em cái đoạn chuyển hơn lửa khuông nhiều nhất này. Người buông tay hồn cao vút ngoài linh, một giây ngân còn than khóc ngân tình. Ta kiếm giang hồ ai đau xót cho mình, và nàng nghiêng bóng trước cúi đầu bước nhanh. Đó, anh em thấy không? Em cứ đi hai cái phách đầu, bùm chát 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 lên cái này, anh em chuyển sang hợp âm mới, xong lại chát 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 chuyển hợp âm mới. Không hề khó nhá. Thì cứ đoạn nào mà hai âm nó sát nhau như thế thì chúng ta chuyển hợp âm lửa khuông. Anh em tập luyện quen vài hôm nó quen là sẽ chơi được không? Bùm chát 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 bùm chát em ơi. Không cần rằng nhiều. Bùm chát 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 bùm chát. Chát bùm chát chát em ơi, em ơi, em ơi, có bao giờ tôi chưa thấy hay tình cờ gặp em đến trong mơ. Cái chỗ chuyển hợp âm lửa khuông thôi, chứ còn hợp âm la thứ, hợp âm rê thứ, hợp âm mi bảy, fa, son, đô thì tất cả đều là cái hợp âm quen thuộc trong cái bộ âm dài, bộ hợp âm của cái giọng, cái tông la thứ.
Vĩnh đã chia sẻ với mọi người rất là nhiều rồi. Thì anh em cố gắng nhá. Đó, đầu tiên anh em cứ chuyển, nhìn hợp âm chuyển, chưa hát vội. Bùm chát 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 chát, bùm chát bùm chát. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong cái video tiếp theo nhé.